Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với Chân Ống Xe Hơi. Lâu lắm rồi thì em cũng mới quay được cái con Ford Ranger màu đỏ như này. Hiện nay thì đây là mã màu đỏ mới dành cho xe lắp ráp. Và cũng không biết là các hãng có liên kết với nhau không. Tuy nhiên thì so với thời điểm trước ấy, thì giống như bên Honda CR-V thì cái màu đỏ này nó hơi khác một chút so với phiên bản nhập khẩu nhé. Trẻ hơn và đậm màu hơn. Trước thì màu nhập khẩu thường nó sẽ là màu đỏ đun, đỏ bóc đô. Đây, màu đỏ mới như này, cận cảnh thực tế và với điều kiện ánh sáng là bình thường. Hiện nay thì cũng suýt soát vào giữa tháng 11 rồi, cũng chuẩn bị có thông tin giảm thuế và đã được gần như là được duyệt vào khoảng 90% rồi. Mình cũng chờ giảm thuế thôi, thì cũng chúc mừng các bác mà đặt mua ở thời điểm nó đang khuyến mại. Còn vào cái thời điểm mà em quay như này thì hiện nay thì các xe Ford Ranger đa phần đều không có khuyến mại ấy, hoặc là cũng chỉ tặng gọi là một chút chút phụ kiện thôi, kèm theo xe thôi. Thời điểm trước thì nó sẽ dao động vào khoảng từ 30 đến 35 triệu. Thời điểm này thì thật sự là do mình được ưu đãi về thuế, cũng đã được ưu đãi vào khoảng tầm 20 triệu rồi. Nên là thật sự là mua xe thì cái giá lăn bánh nó cũng không thay đổi. Mặc dù là có giảm thuế thật nhưng mà chỉ được lợi cho các bác nào đặt sớm và giữ hồ sơ đến ngày 15 thì chúng ta đi đăng ký thôi. Rồi, số tự động thì vẫn vậy. Đây. Đây, một cầu số tự động phiên bản này thì bọn em bán rất là chạy, và đặc biệt là chỉ lưu ý với các bác thôi là một số những cái phụ kiện có thể làm như là dàn kính này, trải sàn da, đây sàn nguyên bản của nó sàn nỉ này. Và hiện nay thì với bản lắp ráp thì mình chỉ còn một cái thảm để chân thôi nhé, thảm để chân bên người lái thôi. Ngày xưa thì nó có cho người ghế phụ nhưng bây giờ cao phần các hãng đều cắt rồi. Làm thêm một chút về ghế da và camera lùi. Hiện nay thì camera lùi có thể tích hợp thẳng trên cái màn hình cảm ứng 8 inch. Từ đời 2020 thì XLS nó được trang bị thêm màn hình cảm ứng. Vô lăng thì được trang bị điện rồi, từ 2018 rồi. Đó, thì hiện nay nếu mà mình lăn bánh mà giảm thuế, với đặc biệt là với cái mẫu xe màu đỏ như này, thì giá lăn bánh đâu đó nó sẽ dao động vào khoảng tầm 675 đến 680 triệu cho với khách hàng ở Bắc Ninh nhá. Trả góp thì chúng ta chỉ còn chuẩn bị tối thiểu vào khoảng tầm 160 triệu. Nhưng hiện nay thì lãi suất dành cho các xe trả góp sẽ nhỉnh hơn một chút so với bên xe con vì tình hình dịch bệnh khó khăn ở trong miền Nam. Đó, thì các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang hay Lạng Sơn, các tỉnh lân cận có nhu cầu tìm hiểu mua xe và đang cần tư vấn các sản phẩm về xe bán tải thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua lan linh kèm trên màn hình nhé. Nay em quay nhanh qua cái màu đỏ thôi. Review thì hẹn các bác ở video sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.